Bồ Tát giúp hoãn nghĩa vụ quân sự. Linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Khoảng tháng 10 năm 2021, mình được gọi tên trong danh sách đi khám nghĩa vụ quân sự. Mình cũng tìm cách để xin hoãn nhưng không thành công. Suốt một tháng mình luôn lo lắng và sợ hãi. Sợ vì sức khỏe yếu, sợ vì chưa thi được vào biên chế nhà nước mà đi thì lỡ dở rất nhiều công việc. Cho đến khi còn 3 ngày nữa là đi khám chính thức thì mình đã hoàn toàn bế tắc. Trưa hôm đó, mình rất mệt vì cứ mãi suy nghĩ về chuyện này. Mình liền nhớ đến Bồ Tát Quán Thế Âm. Hạnh nguyện của Ngài là luôn tức thời cứu giúp những ai gặp sầu khổ. Mình liền nhiếp tâm và niệm danh hiệu Ngài Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và ngủ thiếp đi vì quá mệt. Thật quá may mắn và nhiệm màu, mình nằm mơ thấy đi đến một ngôi chùa trên núi cao, có nhiều người qua lại nhộn nhịp rất vui. Bên trên có bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng đá màu trắng. Trên tay Ngài cầm tịnh bình và có dòng nước chảy xuống. Mình cố hứng lấy dòng nước ấy và rửa tay, rửa mặt. Ngay sau đó, có một người phụ nữ lớn tuổi mang ra cho mình hai chiếc bánh cúc khay màu hồng. Mình ăn và cảm giác thật sự rất ngon. Tiếp sau đó, mình lại mơ thêm một vài giấc mơ, đi trong rừng và giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc, mình vẫn nhớ rất rõ và bỗng nhiên thấy rất an vui. Mình liền suy nghĩ sẽ đi khám bệnh và xin giấy để hoãn nghĩa vụ. Nhưng hôm đó là chủ nhật nên mình không thể xuống bệnh viện được. Mình gọi điện cho một cô Phật tử để hỏi xem cô ấy có quen bác sĩ không, thì cô ấy không quen. Bỗng lúc đó, chị ruột cô ấy ở xa về và nghe được chuyện này. Cô ấy liền giới thiệu cho mình một bác sĩ răng hàm mặt. Mọi việc rất thuận lợi cho đến khi gặp được bác sĩ và được hướng dẫn khám bệnh ở Bệnh viện Bộ Công an. Tiếp sau đó, mình lại khám ở bệnh viện cấp quận. Mình khám ở hai bệnh viện tương ứng với hai chiếc bánh được ăn trong giấc mơ. Đồng thời, mình luôn đến chùa lạy Bồ Tát mỗi khi đi đâu có việc quan trọng và thấy luôn suôn sẻ trong suốt quá trình. Mình nhận được giấy bệnh và xin hoãn được nghĩa vụ quân sự trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người thân quen. Nếu như không khám thì có lẽ bây giờ mình cũng là tân binh mới rồi. Chỉ trong vòng 2 ngày mà xoay chuyển mọi vấn đề từ xấu đến tốt đẹp. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.